tiếp tục giám sát chuyên đề về thực hiện kỷ luật kỷ cương trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Sáng qua, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc tại Ủy ban nhân dân quận Hà Đông. Thời gian qua, quận Hà Đông đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành. Ủy ban nhân dân quận đã luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm 127 cán bộ, xử lý 7 cán bộ vi phạm. Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận cũng nêu rõ trong những năm qua, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ hành chính của quận đều tăng lên. Tuy nhiên, về thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của quận lại bị giảm dần và chưa đạt được mục tiêu. Cụ thể, trong tổng số 30 quận huyện thị xã, năm 2021 quận Hà Đông xếp thứ 9, năm 2022 xếp thứ 13 và năm 2023 tụt xuống thứ 28. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị các ủy ban nhân dân quận Hà Đông làm rõ nhiều vấn đề như những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, việc xử lý các cơ sở chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiến độ xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên yêu cầu quận nghiên cứu xây dựng quy trình trong các lĩnh vực chuẩn hóa từ cấp quận tới phường, đảm bảo công việc thông suốt, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức cá nhân khi làm việc với cơ quan nhà nước.